키키 귀요미 초코머핀은 조각시켜놓고 고소한 우유 한 잔을 기다려요. 오빠하고 나하고 꼭 마주 앉아서 서로 손바닥 위에 예쁜 낙서를 하죠. 한눈 팔지만 누가 뭐래도 내꺼. Cô Ngân xin chào các bạn. Hôm nay cô Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi có tên là phở bóng bay ngọn đỉnh. Cùng thực hiện với cô Ngân nha. Đa số các nguyên vật liệu đã thực hiện những cái món đồ chơi này thì rất là quen thuộc với các bạn. Lần này thì có thêm những cái bóng bay nhỏ nhỏ nè, cái ống hút có cái lò xo ngay chính giữa. Ngoài ra thì là kéo bút hồ dán thì chúng mình lúc nào cũng có phải không? À, một vài tờ giấy màu và cũng băng keo nhỏ nữa nha. Mỗi một tờ giấy màu cô Ngân cắt cho mình được một cái vòng tròn có đường kính cắt khoảng 15-17 cm. Bây giờ các bạn quan sát và cùng thực hiện với cô Ngân nha. Cắt dán xong chúng ta đã có một cái hình chóp nó. Cắt phần chóp nhọn đi thì chúng ta sẽ có một cái phễu. Và bây giờ cô Ngân lại tiếp tục trang trí cho cái phễu của mình nó xinh xinh đáng yêu thêm nè. Các bạn ơi, nghỉ dịch như thế này cô trò mình chẳng được gặp nhau nên buồn ơi là buồn. Mong là dịch bệnh mau kết thúc để cô trò mình cùng đến trường ha. Để tạo niềm vui cho mình thì các bạn cứ lấy đồ dùng học tập như kéo, bút, hồ dán, giấy màu, bút chì màu cùng với cô Ngân thực hiện những món đồ chơi đơn giản. Các bạn biết không, qua những thao tác mà mình thực hiện những cái món đồ chơi này nè là mình cũng đang rèn luyện lại những kỹ năng mà các cô giáo đã dạy cho mình đó. Chẳng hạn như là kỹ năng cầm kéo nè, kỹ năng cầm bút viết, kỹ năng tô màu và kỹ năng dán hồ. Những kỹ năng đơn giản này nhằm mục đích rèn luyện cho chúng ta có một đôi tay thật khéo léo đó các bạn. Đoạn này là xong rồi đó. Và bây giờ chúng ta cùng thử xem nha. Cái vẻ bóng bay ngộ nghĩnh này cũng dễ thực hiện quá phải không các bạn? Đáng lẽ là cô Ngân sử dụng một cái bình nhựa nhưng mà không có bình nhựa nên cô Ngân lấy cái bong bóng đủ màu làm cho nó đẹp nè. Cô Ngân chúc các bạn thực hiện thành công và chơi thật vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.